Vâng, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 12 giờ của kênh truyền hình Đi Review và mình là biên tập viên Monster. Vào ngày hôm nay thì cửa hàng di động thông minh đã bị thất thủ bởi vì lượng người đến cửa hàng này mua máy quá đông. Và tại cửa hàng này khi mà phóng viên của chúng tôi đến tham khảo tại hiện trường thì người mua hàng họ đa số đều mua một chiếc máy, đó là chiếc Samsung Galaxy Anami S. Và chúng tôi đã có thể ngay lập tức mời đến đây một vị khách hàng để có thể phỏng vấn về anh ấy những cái lý do đã khiến cho anh ấy phải lựa chọn Samsung Galaxy Anami S này như bao người khác. Và chúng ta hãy cùng nhau nghe câu trả lời của anh ấy nhé. Vâng, xin chào anh. Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu đôi chút về mình hay không? Vâng, em xin chào anh Monster và cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Lọt Lầu, hiện tại thì em 27 tuổi và em đã có 2 vợ và 5 con. Hiện tại thì anh đang sinh sống ở đâu nhỉ? Gia đình em thì đang sinh sống tại quận Cam, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và không biết rằng cái lý do nào đã có thể khiến cho anh lựa chọn và mua cái sản phẩm Samsung Galaxy A50s này nhỉ? Thật ra thì với Galaxy A50s thì nó cũng không phải là gì quá ghê gớm để mà em phải mua nó. Ở chẳng qua thì nhà nhiều tiền, có điều kiện thích thì mua thôi anh. Nhưng mà chương trình mời em đến đây thì hôm nay em cũng xin được show deep một tí xíu à. Và đây là những cái lý do mà đã khiến cho em mua cái chiếc Galaxy A50s. Là đầu tiên á, là với máy thì nó khá là mỏng. Nó mỏng vãi nồi luôn anh à. Và tôi cũng đồng ý với anh về vấn đề là ở cái máy này nó rất là đẹp ở phần ngoại hình. Đó là máy chúng ta nó sẽ có kích thước rất là mỏng và rất là đẹp. Và quý vị cũng có thể thấy được là ở máy của chúng ta thì hai bên cạnh nó cũng sẽ được làm vách cong. Nên là nếu như mọi người cầm thì ở hai cạnh bên này thì nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều so với là cạnh trên và cạnh dưới. Và nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác rằng là chiếc máy này đã mỏng thì lại càng mỏng hơn. Rất là đẹp đúng không nào? Em cầm trong tay thì em rất là thích luôn. Em vừa đem về một phát là vợ em: ôi rồi ôi, ông mua chiếc máy ở đâu mà mỏng mà nhẹ thế, y như là loại có cánh vậy. Mỏng lắm, gọi là siêu mỏng. Mời anh chia sẻ điều tiếp theo ạ. Với cái điểm tiếp theo mà em thật sự cảm thấy ấn tượng với cái sản phẩm Galaxy A50 này, đó là mặt lưng của máy thì nó có những cái đường cắt rất là đẹp. Nếu như mà đưa ra cái góc độ ánh sáng thì em thấy nó rất là bắt mắt hơn một số những cái sản phẩm khác. Chưa kể là mặt lưng của nó thì có thêm cái hiệu ứng cầu vồng nữa. Không biết rằng là hôm nay thì anh đã lựa chọn và mua cái màu nào nhỉ? Em thì em mua màu trắng, tại vì em là fan Ngọc Trinh nên là em mua màu trắng để cho nó trắng tinh. Thế à? Vâng, anh thì đam mê Ngọc Trinh nên anh đã mua màu trắng. Và ở đây thì tôi đang có trên tay đó là một chiếc máy với màu đen. Thì thật sự là với cái kiểu thiết kế rằng là những cái đường cắt như thế này thì nó làm cho máy của chúng ta trông nó nổi bật hơn. Và nó có những cái hiệu ứng cầu vồng rất là lấp lánh khi mà mọi người nghiêng với góc độ ánh sáng khác nhau. Nhưng mà với cái màu đen thế này, theo như tôi đánh giá nha, thì cái cảm nhận của tôi là tôi cảm thấy là cái màu này nó hơi chìm, nó không đẹp. Nhưng mà thật sự với cái màu trắng mà anh mua thì tôi lại thấy là cái màu này nó rất là đẹp luôn. Vâng, và với cái màu xanh cũng vậy nữa, nó rất là nổi. Nên là quý vị, những người nào mà chúng ta là một cái người thích một cái sự gì đó thời trang và cá tính thì mọi người có thể nên chọn những cái sản phẩm với phiên bản màu trắng nè, hoặc phiên bản màu xanh. Ở Galaxy Anami S thì chúng ta có tới 3 phiên bản màu cho mọi người có thể tùy lựa chọn, rất linh hoạt về màu sắc, tùy theo cái gu lựa chọn của mọi người, được không nào? Và không biết là ở cái sản phẩm này nó còn cái điểm nổi bật gì mà lại khiến cho anh cảm thấy thích thú và lựa chọn hay không nhỉ? Ngoài ra thì ở Galaxy Anami S, khi mà em xem quảng cáo em cảm thấy rất là thích luôn, đó là ở máy nó được trang bị viên pin là 4000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh với công suất rất là cao. Sạc chỉ có 30 phút thôi là có thể xài tới tổng 3 tiếng đồng hồ. Ủa, nghe hư ảo vãi nồi luôn đúng không nào? Và thật sự là khi mà về trải nghiệm thì em cảm thấy rất là ấn tượng và cũng như là rất là bất ngờ với cái công nghệ sạc ở trên máy. Chơi game, nghe nhạc, lướt web, xem phim thì hoàn toàn rất là lâu, mà sạc thì lại rất là nhanh. Đây là một trong những cái điểm mà em rất là thích luôn. Mà chưa hết là cái máy này á, nó còn có cái gì bà bảo mật vân tay trong màn hình. Nó nằm ở trong cái màn hình nên là ở cái phần mặt lưng của nó trống rãi, nó đẹp lắm. Chứ một số những con máy khác em nhìn thấy tự nhiên mặt lưng nó khoét một cái lỗ tròn, nhìn thấy nó không có đẹp mắt, nhìn nó bị vướng víu này nọ. Có vẻ như đây là một trong những cái điểm nổi bật nhất ở cái sản phẩm này. Với chiếc máy mọi người bỏ ra mức giá chỉ tầm khoảng là hơn 6 triệu, nhưng mọi người đã được trang bị một mức dung lượng pin rất là khủng, 4000 mAh, và khả năng sạc nhanh chỉ cần sạc 30 phút có thể đàm thoại tới tận 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù là dung lượng pin 4000 mAh nhưng với chiếc máy của chúng ta thì hoàn toàn rất là mỏng và trọng lượng thì hoàn toàn rất là nhẹ. Và tôi nghĩ rằng là với cái sản phẩm này thì nó sẽ rất là phù hợp với lại chị em phụ nữ của chúng ta. Ngoài cái vân tay ở trong màn hình ra thì ở cái màn hình của máy thì nó cũng rất là đẹp, khi mà cái viền của máy nó mỏng, cái độ phân giải màn hình nó vừa đủ, và cái kích thước, đặc biệt là cái kích thước nó to, nó tới 6.4 inch. Em coi phim thì rất là ngon lành, anh thấy là em bốn mắt. Em bốn mắt này đó.
Bây giờ mà em xem những cái màn hình nhỏ nhỏ nữa, chắc là em đeo thêm hai cái đít chai lên luôn. Nên là vì thế là xem những cái màn hình lớn thì em coi nó rất là rõ, rất ảo mắt lắm. Xem phim, luyện phim, rồi phim ít ít ớt này nọ rồi nó cũng rất là ngon lành cho em. Và ngoài những cái tính năng trên ra thì không biết là anh còn chia sẻ thêm điều gì nữa không ạ? À, và cái cuối cùng mà em muốn chia sẻ ở đây đó là về cái camera ở chiếc Samsung Galaxy A50s. Thì với cái Samsung Galaxy A50s này thì nó được trang bị tới tận 3 camera sau. Mà đặc biệt một cái là từ trước tới giờ thì em thấy ở nhà Samsung á, họ trang bị camera ít có cái máy nào mà độ phân giải nó cao. Được có cái máy này là độ phân giải tới tận 48 megapixel. Ù em kết cái đó. Nghe phát kết liền luôn nên em quyết định em mua cái máy này. Camera selfie của Galaxy A50s đâu phải dạng dừa, tới tận 32 megapixel lận. Về đưa một phát vợ em ưng ý ngay. Vừa mua con máy nó cầm nó xem phát nó hốt luôn con máy. Em phải lật đật ra mua thêm con nữa. Vâng, về camera thì thật sự đây là một trong những chiếc máy mà tôi rất là ưng. Bởi vì ở Samsung thì ít có khi nào mà trang bị cho chúng ta những cái camera chính với độ phân giải cao. Nhưng ở chiếc Galaxy A50s này thì chúng ta được trang bị camera chính với độ phân giải lên đến tận 48 megapixel. Hình ảnh chụp ra thì cực kỳ là chi tiết luôn. Nhưng mà với cái cảm nhận của tôi nha, tôi nói về cái cảm nhận của tôi, thì khi mà tôi có thử chụp qua vài bức ảnh này thì có một cái điểm ở cái phần camera mà tôi không thích. Đó là cái màu của nó hơi nhạt nhạt một tí xíu. Có lẽ như là bởi vì nó được sử dụng cái cảm biến đến từ Samsung nên là màu sắc của nó thì vẫn chưa được gọi là quá nổi trội, và cũng như độ tương phản của nó thì vẫn chưa quá tốt. Nhưng mà về cái chất lượng 48MP thì tôi thấy rằng ở cái camera này nó cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh, cái chi tiết, thu lại chi tiết thì gần như là chuẩn xác rồi. Và đây cũng là một cái điểm mà tôi rất là ưng ở cái sản phẩm này. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn vì anh đã nhận lời tham gia cái buổi phỏng vấn của đài truyền hình đi review chúng tôi. Thì em cũng rất là cảm ơn anh và cũng như là chương trình đã mời em đến đây để em có cơ hội em được lên truyền hình. Và đó là những chia sẻ thực tế của một vị khách đã trực tiếp mua hàng tại cửa hàng di động thông minh. Và còn các bạn thì như thế nào? Các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm Galaxy A50s này? Nếu như mọi người đã sở hữu rồi thì hãy chia sẻ ngay ở dưới phần bình luận. Và ai đang quan tâm về sản phẩm này thì mọi người có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng di động thông minh thông qua đường link để sẵn ở dưới phần mô tả video. Với sản phẩm này thì đang có những chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết chương trình thời sự ngày hôm nay. Nếu như mọi người thích chương trình thời sự thì mọi người hãy cho video này một like và đừng quên đăng ký kênh đi review để có thể xem thêm những tin tức từ bên mình. Còn bây giờ thì biên tập viên Monster xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những buổi phỏng vấn lần sau. Bye bye nhé. Anh, mình chào khán giả một cái đi nào. Xin chào quý vị. Bye bye. Hẹn gặp lại.